Hôm nay ngày 1 tháng 11 là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của liên bộ tài chính công thương. Trong kỳ điều hành ngày hôm nay, giá xăng dầu được điều chỉnh trái chiều. Cụ thể giá xăng E5 RON 92 tăng 249 đồng/1 lít, giá xăng RON 953 tăng 416 đồng/1 lít. Như vậy sau khi giảm mạnh trong kỳ ngày 11 tháng 10, giá xăng đã có hai lần điều chỉnh tăng liên tiếp. Trong chiều ngược lại, giá dầu diesel 0.05S giảm 549 đồng/1 lít. Dầu hỏa giảm 448 đồng/1 lít, dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 373 đồng/1 kg. Sau điều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ chiều nay như sau: Xăng E5 RON 92 không cao hơn 22.614 đồng/1 lít, xăng RON 95 3 không cao hơn 23.929 đồng/1 lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.940 đồng/1 lít, dầu hỏa không cao hơn 22.305 đồng/1 lít dầu Mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 16.240 đồng một ký. Cũng trong kỳ điều hành ngày hôm nay, nhà điều hành không thực hiện trích lập cũng như chi quỹ BNR đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu.